Vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, trang web chính thức của Oricon đã thông báo rằng single thứ 7 Ponkosu na Kimi ga Suki da của NCT48 đã bán được 62.530 bản trong tuần đầu phát hành và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng CD single hàng tuần của Oricon vào ngày 3 tháng 1 năm 2022.